Xin chào mọi người, hôm nay shop bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cây giống. Đây là cây tự đằng thân gỗ, đây là cây tự đằng thân gỗ và cây mùa hoàng yến. Đây bên này là cây mùa hoàng yến, đây các bạn, đây là mùa hoàng yến. Cây tự đằng thân gỗ thì có lá như này, lá là mọc đối nhau. Đây anh chị nhìn kỹ nhé, lá mọc đối nhau này, lá rất là mềm luôn. Đấy, và trên thân sau khi mọc thì cây có thể là mọc những cái tua như là cây tự đằng thân leo luôn. Đây, bắt những cái tua như này. Đấy, những tua rất là dài luôn. Thực ra tự đằng thân gỗ thì không phải là nó mọc cành thẳng đứng đâu, mà nó sẽ vẫn là mọc những cái tua như này. Đây ạ. À, những tua này thì mình có thể cắt tỉa cho nó dễ, cắt tỉa tạo dáng nó thôi. Nó sẽ chậm phát triển hơn là so với cây tự đằng thân cuồn thân leo, mà thích hợp cho mọi người có thể trồng trong chậu uốn nắn để cây bonsai, hay là trồng cây nhỏ nhỏ. Đấy. Lá đấy, lá anh chị xem, lá mọc đối nhau, màu xanh nhạt chứ không phải như cây xưa nhé. Cây xưa thì lá sẽ mọc cách nhau, màu cách nhau, và lá cái xưa thì rất là đầm, lá thì bầu hơn. Đấy, đây anh chị nhìn kỹ nhé. Đây, còn đây là cây mùa hoàng yến. Mùa hoàng yến thì thường hay trồng ở trong các tuyến phố hay là trước cửa nhà để cho tạo cảnh quan. Hoa màu vàng rất là đẹp, hay có tên gọi khác là Osaka mùa hoàng hậu. Đây, lá của cây mùa hoàng yến rất là to luôn, màu xanh đậm, bản to, nhìn khác biệt luôn, nhìn khác biệt so với cây tự đằng luôn. Và ngọn này như này mà không hề có tua cuốn như là tự đằng nhé, không có tua cuốn này. Đấy, đấy mọi người có thể xem, đây là ngọn của cây tự đằng non này, bên em bảo hành 100% đúng chuẩn cho các bạn, nhận hàng và giao hàng tại nhà, được kiểm tra hàng trước khi nhận. Giá cây tự đằng bên em thân gỗ là hiện tại là đang là 100.000 một cây ship toàn quốc, còn với cây mùa hoàng yến là 90.000 một cây. Đấy, ship toàn quốc ạ. Mua 3 thì tặng 1, tức là mua 3 thì tặng 1 là thành 4 cây, chỉ trả tiền 3 cây thôi và tiền ship. Ship thì dao động từ 30.000 cho đến 60.000, 70.000 tùy vị trí, tùy tỉnh. Loanh quanh Hà Nội thì khoảng 30.000, 40.000. Đi miền Nam, đi các tỉnh miền Nam, miền Trung thì khoảng 40-50.000. Đi xa hơn, nhiều cây hơn, nặng hơn thì dao động khoảng 60-70.000. Bên em thì cũng đã ship cho các bác ở trong các tỉnh miền Nam, miền Tây, Phú Quốc. Đây. Lá của cây rất là, lá của cây mùa hoàng yến nó khác biệt luôn này. Xanh đầm, bạt to, ngọn như này. Đấy, các bạn đặt hàng thì vui lòng liên hệ 0353 86 808, hoặc là truy cập vào fanpage của chúng em có tên là Vườn To ở trên Facebook đặt hàng. Em cảm ơn các bác rất là nhiều luôn nhé.